mừng xuân Di Lạc nè. Đúng không? Mừng xuân Di Lạc hả? Mừng nè, cái chữ mừng xuân Di Lạc. Đó. Đó thì bên đúng kia rồi. Mới qua đây nè, biết làm qua đây nè không? Qua đây nó nổi tiếng lắm này. Cô xin chụp hình không? Chụp hình kìa, chụp hình với bé đi. Bé đừng làm. Nổi rừng rừng luôn á. Kìa cô, con chào cô đứa con. Chào cô. Chào con, trời yêu quá. Lúc nào cô xem con ấy. Nói hay ơi, hay luôn. Đang đi bữa nay trời bị nắng. Đi lại chỗ đây cho ba mẹ mới làm chứ. Đẹp quá. Cái này giờ làm cái đường dài ra ngoài đó khoảng chừng 100 mét từ đây đổ ra nè. Đó, cái nó bắt đầu ra đó là cái view chụp hình. Cái cầu á, ra ngoài đó cái có cái bụng bên ngoài. Cái cầu có cầu hôn luôn. Có luôn kia, dưới kia. À, vậy là ý tưởng là ý. Thiền viện Trúc Lâm. Kính chào ông bà cô chú đã đến kênh Tường Lam Hoa Sen của con. Dạ dạ. Đấy. Nó thôi. Nó xá hộ pháp nó mới vô trong chùa. À, nó đến đây là nó kính hộ pháp chứ. Vậy là coi từng quá đẹp chứ. Nó bắt cóc con ta luôn đây. Nó bắt cóc đây. Đây cho bà mà sửa kinh đi. Trời ơi, coi chồng mấy quá. Hậu đứt lá. Nè, từng năm lên đây được mấy lần rồi? Con mới là lần đầu tiên. Này thì bên Long An Đức Hòa. Nè ba nè. Ôi, con chúc cho con dồi dào sức khỏe nha. Ngoan quá. Mở cái đẹp coi hoài luôn. Trời, con giống giống gì đứa bé mà. Ừ, thương á. Con trang bé từng làm chẳng đi chẳng. Ừ. Giống hơi chứ không phải. Cưng quá.
Mẹ mẹ xin lỗi nha, để mẹ xá con âm. Ý là phải đến này nó kêu phải kính trước. Kìa, Phật Dược Sư. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đi canh. Nam Mô A Di Đà Phật. Lên đây nè. Đi đi đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Đi lên à. Đi lên bên bên. Thank you.
bàn hay đọc thần chú ở trên. Như đạo Phật. Con hay đọc thần chú ở đâu nhỉ? Dạ. Con thuộc chú gì nhỉ? À. Bây giờ con đọc một đoạn con chú. Đọc sư nghe một đoạn được không? Chú dẫn xanh đúng. À. Nam mô A Di Đà Bà Dạ A Ba Ha Dạ Ba Dạ Đa Di Dạ Ha A Di Dị Đô Bà Tỳ A Di Dị Đô Tất Đa Bà Tỳ A Di Dị Đô Tỳ Ca Lan Đới A Di Dị Đô Tỳ Ca Lan Na Dạ Di Nị Dạ Nhà Na Chỉ Ca Na Lệ Ta Bà Ha. Như đạo Phật. Con có thuộc chú Đại Bi không? Thôi con đọc một đoạn thôi. Nam mô Đại Bi hỏi thuộc Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi hỏi thuộc Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi hỏi thuộc Phật Bồ Tát. Thiên phủ thiên nhĩ ngô ngại Đại Bi thăm bà la ni. Nam mô hắc ca đắc ba ra ra dạ gia. Nam mô a rị gia bà lô thế thích quế ta gia vô đề tắc đỏ bà gia. Ma ha tắc đỏ bà gia. Ma ha ca lu ni ca gia án tắc Phật ra Phật dễ. Số tắc ba tắc tỏ. Nam mô tắc kiếp Phật. Chúng gặp lại. Để qua. Ồ, con người ơi. Nghe con đọc lại. Rồi, con đọc lại nha. Nam mô Đại Bi hỏi thuộc Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi hỏi thuộc Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi hỏi thuộc Phật Bồ Tát. Thiên hữu thiên nhã ngô ngại Đại Bi tâm bà la ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Đa 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 Dạ Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Thiết Tới. Thức Bét Ba Gia Bù Đề Tắc Đỏ Bà Gia. Ma Ha Tắc Đỏ Bà Gia. Ma Ha Ga Lu Ni Ca Gia. Án Tắc Phật Ra Phật Dễ. Số Đắc Đa Đắc Đỏ. Nam mô Tắc Thiết Phật Lỡ Yên. Con chọn quá. Thầy có mấy cái vòng thầy để đây con chọn con lấy là cái nào con thì thầy tặng cho con cái. Thầy lấy bảo bối nha. Nhưng mà nó hơi thầy con chọn. Cái nhỏ nhỏ đấy. Chọn cái nhỏ đó, cái này nhỏ đấy. Cái nhỏ. Nam mô A Di Đà Phật. Đâu ở trong cái kia thì nó không tuột. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Cái này được rồi, con cảm ơn thầy. Con cảm ơn thầy. Cô lấy. Con cảm ơn thầy, Nam mô A Di Đà Phật. Đi hết cái này hả chị? Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Cô lấy đeo vào trong cái vòng kia thì nó không tuột. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật, đẹp quá. Dạ, con chào thầy dạ. Dạ, con kính này con về. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật, con kính thầy con về. Dạ, dạ. Con về, con kính thầy chút nữa con về.
Phổ Hiền Bồ Tát đúng rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nhà ở Bình Dương. Bình Dương. Dạ. Ừ, Phật. Thằng Thế hay đọc chú ở trên mạng, trên TikTok. Dạ. Bé này giống trên mạng đó ta, dạ chú đi con. Ờ, đi con. Nhìn có biết rồi. Cái này thì rộng quá. Bây giờ đã đang nói chuyện mình ăn cơm xong chưa, ăn cơm chay dưới đây là mình đi với mình. Pháp danh là gì? Chưa có pháp danh. Chưa quy y à? Dạ chưa. Sao mình không quy cho biết đi. Em không biết cái đó. Ừ. Là chùa sao? Chùa nào cũng có cái mình đi chùa cái gần. Cái mấy ông thầy quy y là đặt cho mình pháp danh. Để sắp xếp để con ấy còn không biết mấy cái đó nữa. Ừ. Dạ. Là ý là con nói cái này của ngoại rộng phải không? Mình không đeo cái này, mình đeo cái này đúng không? Con kính Nam Mô A Di Đà Phật. Hello chị con. Đừng để có gì con đào che dù đi để nó hơi thấp. Hơi thấp nha. Cái này mình đi đâu?
quá xinh. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn chị. Bye bye. Cho con đi tắm biển cho con thích không? Dạ hết. Ờ, chị đi tắm biển. Đi đi ít thôi nha, tại ăn sợ sương muối. À, vậy đó. Ừ. Tiểu chú tiểu. Chuyện cái tưởng này kìa. Cái này mình gọi là chú gì? Phật này qua là bổn sư. Ừ. Bổn sư đúng rồi. Bổn sư đúng rồi. Đi bổn sư ra đi khắp nơi. Đem bổn sư hay mặc áo màu vàng, còn Phật A Di Đà mặc áo màu đỏ. Mấy chú khỉ kìa con, mấy chú khỉ. Chú khỉ ở đây nè. Ừ. Cái đó là rồi. Cái tượng, họ cái tượng thôi. Nhưng mà tâm thánh. Mình đi một vòng tới đây, mình vô. Chút xíu hả? Thôi mình vô đi trước không? Đi. Mình vô trước đi. Vô trước đi cho nó tốt. Mình lễ Phật đi ha. Mình lễ Phật trước. Ừ. Đúng rồi, mình phải kính tâm thánh trước. Vì em nó muốn mệt luôn. Hả? Nè, siêu dính sao rồi? Dính đi đâu rồi? Mà đang lăn từ từ lên. Để giúp bên ngoài nè. Có gì hấp cho chúng con để đến ông bà đối tiên của vị tổ quan giao vị chúng nó tập nhau hòa tập của con tại các vị bệnh nhân chỉ chú ý yêu thương những kiến thức cao mà cha mẹ con ông lại con ngủ trong đây con cũng cần lại Phật như ơn đức Phật sư hương hãy phù hộ cho chúng sanh luôn mãi lý được hộ được phải tại vì con cũng cần quan tâm đến mọi người đức Phật. Con xin ít tiền để mà con để bỏ vào học viên tức. Lam ơi, nè cô gửi con khác công đức ngon cho cô. Lấy cây khều xuống con. Ừ. Xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Xá đi ha. Làm như nào? Ồ, làm gì đây nha. Ok. Mình kính Phật để mình đi ra để mình. Con xin. Trời ơi, vô đây mừng vui kìa, nhảy. Con đi rồi đó con nắng không? Đứng đây cho nó thoải mái mát ha. Vâng. Con thấy vui không? Thấy vui. Lễ ông Phật hoài luôn kìa. Sao? Bà đầy ở dưới kìa. Bà đầy ở dưới kìa. Chỉ bà đầy ở dưới. Nè, phải chỉ gì nhẹ nha.
Trang mình ơi, chỉ vậy. Chỉ một ngón. Chỉ vậy là hổm, chỉ vậy là hổm. Chỉ vậy là hổm. Chỉ sao đâu. Cái gì? Mình phải vậy. Nói chỉ ba đầy gì không phải vậy nè, chỉ nè, chỉ vậy là hổm. Ba đầy nói chỉ ngay à? Hả? Mẹ đẹp hả? Nha, ba đầy nói chuyện. Ôi, bà đầy nói chuyện với ai? Bà đầy nói chuyện với mẹ Điềm hả? Cho bà đầy nói chuyện. Mẹ Điềm, chú phải là mẹ Điềm. Bây giờ mình đi vòng nhà sao đúng không? Ok, đi vòng vòng, trời. Đi vòng vòng. À, vui không? Vui. Anh là Hán. Ừ. Nè, ông đang ngồi kìa. Ông gầu cái gì ta? Ngồi, ngồi bằng cách vậy thì đâu sao đâu. À, ngồi bằng cách vậy đâu sao đâu. Thì con ngồi biệt... hai cái chữ Việt Nam luôn. Hai chữ Việt Nam luôn. Không, ba cái chữ Việt Nam, tại có chữ tiếng Anh, có chữ Việt Nam kìa. Vậy đó hả? Đây là tất cả các vị Phật nè ở đây nè. Vậy hả? Ừ. Đây nó có chữ, nó giống như cái chữ chú Đại Bi trong đây nè. À vậy hả con? Ừ. Mẹ có đăng lên cái mấy cái hình này nè để mà để chú. Giờ ông này là ông gì? Ông này làm gì? Hộ pháp. Ừ. Hộ pháp. Ừ. Vương độc lộn á, thiên vương. Hộ pháp thiên mà mình nhìn là biết hộ pháp liền đó ông Dũng. Hộ pháp thiên vương. Ừ. Tại có chữ hộ pháp ở giờ bên đây này. Bên đây vị này là vị gì, đang đứng hàng ngày này là vị gì? Cũng để à, cũng là hộ pháp thiên vương luôn. Hộ pháp luôn đúng không? Đúng rồi nè, cái chữ dưới kìa. À hộ pháp. Đố hoài mà mình á là từng năm có thua nổi ta ơi. Đây là cái chuông. Ừ. Rồi con lại cái hoa sen cho trời ơi nãy thích cái lại hoa sen kìa. Hồi nãy con thử cái hoa sen đó nó thơm lắm. Thơm quá trời. Mình làm ơi đây nè con hoa sen nè. Nè. Ở đây nữa hả? Ở đây. Chúc mừng xuân Di Lạc, mừng xuân Di Lạc nè. Đúng không? Mừng xuân Di Lạc hả? Mừng nè cái chữ mừng xuân Di Lạc. Đó. Đó thì bên đúng rồi. Bên kia đây nè con. Dạ. Đi đi qua đây nè. Nè. Con này nó đụng tiếng lắm này. Cô xin chụp hình, ông chụp hình kìa, chụp hình với bé đi. Kìa kìa anh Dũng, anh Dũng. Đúng rồi, hơi mệt mà. Bé thằng Lam. Nổi rừng luôn á. Rừng quá. Kìa kìa cô kìa, kìa cô. Con chào cô đi con. Chào cô. Chào con. Trời yêu quá. Lúc nào cô xem con đấy. Nói hay ơi, hay luôn. Đang đi bữa nay trời bị nắng. Đi lại chỗ cái chỗ đây cho ba mẹ bé Lam với bé Lam thấy cái tên của Nguyễn Tấn Dũng bên đây nè. Xuyên ơi, xích lên con, xích lên nắng. Đây là cái chuông. Đại đồng chuông. Chuông. Đại đồng chuông là bự không? Chuông bự là mình gọi là đại đó. Cái này mỗi lần mình đụng vô cái tiếng. Thủ tướng chính phủ trồng cây lưu niệm chùa hộ pháp quốc, chùa hộ pháp quốc nữa, chùa hộ quốc mà, chùa hộ quốc mà, chùa hộ quốc phú quốc, chùa hộ quốc chứ không phải là chùa hộ phú quốc nha. Ôi sai rồi, cô từng làm đó đó nghe. Rồi bên đây nó nè, bên đây nó có mấy ông này, mấy ông nào cũng là hộ pháp, hộ pháp luôn đúng không? Thiên vương luôn, hộ pháp thiên vương luôn. Giỏi quá, hộ pháp thiên vương luôn, giỏi quá. Tại cái chữ dưới kìa, có cái bạn ở dưới. Mừng xuân Di Lạc. Trời ơi, không có cần nắng, không sợ nắng luôn kìa. Chạy luôn kìa. Con xin kết thúc video của Tường Lam đi chùa Hộ Quốc tại Phú Quốc tại đây. Con xin cảm ơn tất cả bà cô chú đã theo dõi bé Tường Lam. Và hãy đón xem video kế tiếp của bé Tường Lam. Con xin cảm ơn ạ. Nam Mô Di Đà Phật. Con chúc ông bà cô chú gần xa bốn mùa bình an, nhà an lạc trong cuộc sống, gặp nhiều may mắn, gặp nhiều sức khỏe. Nam Mô Di Đà Phật.